Hello, chào mừng tất cả bạn đến với live stream của Sport Home. Đây sẽ là trận đấu hay nhất của buổi ngày hôm nay, Hùng tin là như vậy. Trận đấu giữa tay vợt áo trắng, tay vợt đến từ Đài Bắc Trung Hoa và đối thủ tay vợt đến từ Hàn Quốc. Hùng cổ vũ và theo dõi tay vợt Hàn Quốc này từ đầu giải rồi, nên là trận đấu này Hùng sẽ cổ vũ cho tay vợt Hàn Quốc. Anh em dự đoán tay vợt nào sẽ giành chiến thắng ạ? Có anh em nào cổ vũ cho tay vợt áo trắng không? Áo trắng này cũng hay lắm, nói chung là hai ông này 1-9-1-10. Ok, Sport Hùng lại nhờ anh em giúp Hùng chia sẻ cái live stream để nhiều người có thể được theo dõi trận đấu này với góc quay đẹp của Sport Hùng được không? Anh Theo Hàn thì em theo áo trắng nhá, nếu mà anh em ngồi ở đây thì làm cái kèo nhẹ nhẹ nhưng mà trên live stream thì thôi. Nói chung là có nhiều anh em cũng bắt cho tay vợt áo trắng. Áo trắng đánh cũng rất hay và chắc. Trận này Hùng tin là cực hay luôn. Hai ông này đánh chắc và bền lắm nên là kiểu gì cũng sẽ cống hiến cho khán giả những đường cầu mãn nhãn. Ok, chúng ta chuẩn bị theo dõi trận đấu nào. Thưởng thức từng đường cầu. Học hỏi từng động tác kỹ thuật của các vận động viên. Ok, anh Khúc Mạnh đưa ra dự đoán em nghĩ là sẽ chính xác 100% luôn anh ạ. Một trong hai vận động viên sẽ vô địch. Lời tiên tri này em nghĩ là không thể sai được. Anh em bật mắc loa lên và bật full màn hình như nào, chúng ta cùng thưởng thức trận đấu. Ông áo trắng của Đài Loan chuyên đập gõ điểm anh em.
tốt một điều. Hello anh em, nói chung là anh em không nên độ kèo online. Độ kèo thì anh em bắt trực tiếp thôi, chứ độ online này thì không nên. Hơi cao. Và bồ cầu ngoài sân, khá đáng tiếc. Idol tôi áo xanh anh em. Đúng rồi anh Trương Minh Cường, Đài Loan năm nay đội hình mạnh ạ, sang bên này đánh. Em nghĩ là toàn gọi là tài năng của họ đấy, khả năng mấy năm nữa là cũng vào top đấy. Kề lưới rất tự tin. Điểm số 23, một phát cầu nhanh nhỉ. Idol của tôi. Rất tiếc là cầu ngoài. Điểm số 3 đều. Rất bình tĩnh. Điều hay quá. Đúng rồi. 4-3 cho Đài Loan. Đài Loan. Hello anh em có thể đưa ra dự đoán của mình được rồi nhỉ? Sau những đường cầu vừa thể hiện của cả hai vận động viên thì chúng ta cũng sẽ có một chút góc nhìn. Anh em nào dự đoán Hàn Quốc thắng Cameron 1, dự đoán Đài Loan thắng Cameron 2 nhá. Phong Lao kìa, hay quá. Điều tốt thật. Đây vừa áo trắng đang điều tốt, điều cầu tốt hơn. Điểm 74. Kia điều hay nhờ. Idol của mình xét này phải chạy hơi nhiều. Cầu không qua lưới. Điểm 57. Opa có vẻ chiều cao hơi thấp hơn vận động viên kia. Anh em bắt căng lên toàn 5 lít đến 1 triệu thế. 50-100 thôi. Nếu xem Đài Loan đánh như này là tôi đang lo cho idol của tôi đấy anh em. Chém cầu lỗi. Hai vận động viên này đập không đến anh ạ. Đập cầu tốt, điểm 68.
Em thấy hai vận động viên này chủ yếu là kiểu đập gõ thôi. Đập gõ với cả kiểu đập siết cầu chứ. Kiểu không kiểu đập kiểu hết sức, đập mạnh. Cô em không làm trọng tài cho vụ cá cược gì đâu nhá, anh em tự nhắn tin với nhau. Có cái để thực ra làm kèo nó cũng hay mà, có cái để mình cổ vũ nó sung. Ông áo trắng đang điều cầu tốt hơn, mình cũng phải công nhận là áo trắng đang điều cầu tốt hơn. Điểm 8 đều. Kèo này căng đấy anh em ạ. Nói chung vận động viên nào cũng có cửa thắng hết. Mà là kèo ngang cơ đấy. 8 đều. Hùng thì Hùng vẫn cổ vũ cho idol vào xanh của Hùng. Về rất hay. Cầu ngoài sân. Chung kết đôi đánh rồi em ơi, em xem ở live stream trước nhá. Ui, thủ hay thế nhờ. Ui. Điểm 9 đều. Hùng đảm bảo là trên khán đài cũng rất là nhiều anh em đang gọi là bắt kèo nhau. Nói chung có tí kèo và cổ vũ là mới sung anh em ạ. Điểm 19. Chung trận này hay. Đảo tay nhanh nhờ. Rất mắc. 10 đều. Trông áo trắng đánh có vẻ ngàn hơn tí. Hay là do ông ấy chân dài hơn anh em. Cầu ngoài sân tiếp qua. 11-10. Hello anh em, để Hùng ra check kèo xem có anh em nào, thằng em nó có bắt kèo. Hôm qua Super Hùng có nhắn tin bắt kèo với thằng em nhưng mà chưa thấy nó phản hồi lại. Nên là thôi. Nó bảo nó cổ vũ Đài Loan, Hùng cổ vũ Hàn Quốc. Làm kèo 50 nhưng mà giờ vẫn chưa thấy trả lời lại. Hay quá. Rất bình tĩnh nha. Ăn. Quá hay. Một pha thủ móc chéo. Rất chính xác. Ui. Ngoài kìa, tiếc thế nhờ. Ngoài một tí.
Điểm số đang là 13-10 nghiêng về tay vợt Đài Loan. Em vẫn cổ vũ, em vẫn tin idol của em. Ôi, ngoài kìa, tiếc thế. Ok, bây giờ xét kèo tiếp nào. Có anh em nào làm kèo 2 lít với Sport Đồng không? Anh em nào comment đầu tiên nào. Sport Đồng bắt áo xanh và anh em nào bắt áo trắng 2 lít. Làm tí cho vui. Why? Idol tôi 15-14. Ok, em bắt kèo anh Duy Lê nha. Chốt nha anh. Thôi em bắt một người thôi anh ạ. Duy Lê comment đầu tiên. Anh Duy Lê chắc chưa? Chốt chăng nha, em chốt rồi đấy. Thôi em bắt một người thôi anh ạ. Không có nhiều tiền, áp lực lắm. 15 đều, nói chung ai vào động viên này. Ok anh Duy Lê nha. Chốt kèo nha. Duy Lê với Sport Hùng nha. 15 đều, căng đét nhỉ? 16-14 à? Uầy. Thế là idol mình vẫn đang bị dẫn à? Khả năng lại mất 2 lít rồi, nhưng mà thôi, cổ vũ cho idol mà. Đã là idol rồi thì... 15-16. Thôi anh ơi, em chốt Duy Lê mất rồi. Anh em tự làm kèo với nhau đi, rồi bao nhiêu khán giả này. Đánh câu zone anh ơi, 15-16 idol cố lên nào. Rất hay, 16 đều. Kèo này căng đấy, khó nói lắm. Idol cố lên nào, thêm điểm nữa. Đúng 76, pha được cầu sở trường của tay vợt áo trắng. Anh Duy Lê nhắn cho em số tài khoản. Inbox số tài khoản đi anh. Trận này độ nó mới vui này, bởi vì nó đều. Hay. Uầy.
Ôi, idol. Em nói vậy thôi anh ơi, người ta gọi là kiểu chiến lược phong thủy anh. Em tin idol em lắm. Hay thế nhờ. Leo lưới à? Leo lưới kìa anh em ơi. Căng nhờ. Đúng là độ kèo xiếc này nó mới vui này. 18 đều. Khó nói lắm anh ạ. Ôi trong, quá hay. Được quả khó thật. Hai đồ cố lên thêm điểm nữa cho đối thủ bắt kèo rào trắng du nào. Ôi ai đồ ơi, ngoài mất rồi, căng thế nhở. 19 đều. Đấy, để bắt những trận như này nó mới hay này. Ôi tôi. Không sao, idol tôi bản lĩnh anh em ạ. Sao tự nhiên tôi thấy bùn rủn chân tay thế nhỉ? Leo lưới kìa, 20 đều. Anh Nguyễn Dư nãy bảo em chắc được rồi, bây giờ lại bảo em chắc nộp rồi. Hay thế. Hai tay vợt đều rất trẻ nha mọi người, 20 đều. Idol ơi, nó thủ quả hay quá. Mẹ đập thế mà vẫn thủ lên kìa. Mút 20. Chịu đấy. Đường của đấy không chết. 21 đều. Tuyệt vời. Anh em không biết là nếu mà ăn được kèo vài lít thì không biết có đủ tiền để đi chữa bệnh tim không. Thủ nữa không? Thủ nữa không? Yeah. Đang đét anh em ạ. Gọi là thế trận thay đổi liên tục đấy. Cảm xúc gọi là đổi chiều liên tục. Điểm 2321 cho Oppa.
Hello anh em, Superdung đã trở lại. Hay quá mọi người. Ok anh Nguyễn Dư nhận kèo anh Nguyễn Dư nhá. Em bắt áo xanh nhá. Ok nhận kèo anh Nguyễn Dư chốt nhá. Làm tí cho vui anh ạ. Hay thế. Điểm số 3-0 cho tay vợt áo trắng. À theo em á, theo em là như nào anh? Bốn không cho đây vừa đầu trắng. Ở trong sân đội điểm 1-4. À không chơi đấy anh ơi, em chỉ nhận thêm thôi chứ em không chia. Hay thế nhở. 5-1 cho tay vợt Đài Loan, khả năng có set 3 rồi anh em ạ. Không có anh em nào bắt ngược kèo với anh Nguyễn Dư à? Chắc là do bây giờ anh phải bắt từ đầu cơ, bây giờ áo xanh thắng 1 set rồi nên là nhiều anh em cũng rén. Tôi toàn xét 2 rồi anh em. 6-1. Ôi vẫn qua. 7-1. Nói chung là trọng tài một ngày như được mấy lít anh ạ. Bắt cả ngày luôn đấy. Được mấy lít thôi. Ôi ai đồ tôi 8-1 rồi. Tôi lại đuối đuối rồi.
hiệp số 8-1. Hay thế nhờ. Điều thật tốt thật. Ui số 2 kìa. Ui. Ui. Hay quá. Cầu ngoài sân. Được số 28. Nói chung bị dẫn sâu này mà gặp đối thủ kiểu ngang ngang trình như này, khả năng lên bỏ xếp 2 đánh xếp 3. Đánh cố đến xếp 3 không có sức nữa thì... Áo trắng trâu hơn anh em ạ, điều hay thế quả vừa rồi. Điều số 92. Hôi toang rồi. Ngoài. Sida đánh làm sao hay như này được bạn. Bạn đi xem Sida đi. Để anh em ở đây xem với tôi. Điểm 39. Idol định không từ bỏ chiếc 2 à? Định cố à? Đồ ngoài. Cái này phải về xem thông tin trên BBKF thì mới biết được các vận động viên bao nhiêu anh, tại vì em chưa tìm hiểu trước ấy. Biết đâu Idol bật kèo luôn chiếc 2 nhỉ? 59. Cầu ngoài sân. 69. Vâng, hai tay vừa đều rất trẻ mà anh. Nhìn mặt trẻ lắm ạ. Có gì tối em xem không em đăng lên cho mọi người biết nha. Tiếp thế, tốn qua lưới. Điểm 16. Hay lắm, xem đơn thế này em sướng. Rất nhẹ nhàng. Kéo kìa. Hay quá ai đồ ơi, vẫn chưa giành được. Màu trắng này chắc phết. Ui. Ao. 11-6. Còn 20 giây nữa, mời các vận động viên vào sân. Giờ đấu thứ hai điểm số đang là 11-6 nhưng mà tay vợt áo trắng nhỉ. Anh Nguyễn Hưng comment quả nghe buồn cười quá. Khả năng là trận này có xếp 3 đấy anh em ạ. Thủ hay quá. Không lao, tiếc quá, cầu ngoài. Ui.
Nói chung khó nói, em nghĩ phải 3 set, còn set 3 như nào thì chưa biết. Và sẽ đinh cầu ngoài sân. Một quả thôi idol, để thua set này không sao hết, đừng để ảnh hưởng tâm lý. Mười ba sáu vẫn ngoài. Ôi xong rồi, mười bốn sáu số 7-14. Ôi, nó vẫn thủ lên kìa. Đồ trong sân. Giữa trận nghỉ, giữa set nghỉ 2 phút em ơi. Nghỉ có 2 phút thôi. Idol tôi trông có vẻ mệt phết à. 84. Hay quá. Hai ông đều điều kinh thật. Tôi lo idol, tôi cố xem này đến xếp sau để thua chết. Dạ Tiến Minh không đánh giải này anh ạ. Điểm 15-9 đấy mọi người.
với 6-10. Nói tay vợt áo trắng đánh cầu đánh điểm cực tốt. Hay thế nhở. Hai đồ tôi chạy vất vả hơn anh em ạ. Áo trắng đang làm chủ trận đấu tốt hơn. Ngoài. Áo trắng điều tốt thật. Nãy ở bên ngoài có anh em nào xét được kèo với nhau không? Hùng phát hiện ra là bắt kèo cổ vũ nó cảm xúc hơn nhiều anh em ạ. Xem trận đấu nó cảm xúc hơn rất nhiều nhá. Tám mười. Cầu ngoài 19-10. Số 11-19. Đi họ về nhẹ nhàng nhá anh em nhờ. Về quá nhẹ nhàng. 12-19. Hai ông có quả chém xiết như nhau. Hai mươi mười hai. Hai mươi mười hai. Xếp ba căng thẳng. Xếp ba căng thẳng. Ok anh Duy Lê. Anh em mình đều thấy tê anh ạ. Trận này xem xếp 3 nó mới tê này. Xem xếp 3 nó mới gọi là tê. Hai đồ cố lên. Nhưng mà phải nói công nhận là Đài Loan điều cầu tốt thật. Ok em chào anh Thanh Long Lê nhá. Cảm ơn anh đã giúp em chia sẻ live stream. Sớm bắt lại nhờ anh em giúp Sớm bắt chia sẻ live stream với đúng không ạ? Mỗi người ủng hộ Sớm bắt vào một cái chia sẻ nào. Hello anh Tạ Thắng. Em bắt cái kèo vui vui với cả anh Duy Lê ở trên live stream ấy. Hello em, chung kết giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội nhá. Hello anh Cường Tường nhá, xin chào. Đây hôm nay chung kết rồi anh ạ, giải ở nhà thi đấu quận Tây Hồ. Đang đánh chung kết mất rồi.
Em vẫn tin tưởng idol của em. Hay quá idol ơi, trời ơi ngoài kia tí thế. Vâng anh ơi, Hải đang bị loại ở vòng ngoài rồi anh ạ. Thôi xong, 2-0 rồi. Em bắt đầu thấy run rồi. Ok, 1-2. Ok anh Duy Lê, mệt lắm rồi. Để xem ai bền hơn. Vẫn lên idol tuyệt vời. Thôi xong. Sao nó đập chuẩn thế nhỉ? Điểm số 3-1. Đập quả hiểm thật. Ui, vai trưởng. Điểm số 4-1. Ông kia ông ấy kê cầu tự tin thế này. Thôi không sao, mình tin idol của mình. Kia có điều cầu kinh thế nhỉ. Cảm giác khó chết thật. Ôi, 2-4. Trận đấu chưa kết thúc, chưa nói lên được điều gì anh em ạ. Tôi vẫn tin idol của tôi. Thêm điểm nữa nào idol ơi. Hơi vội rồi. Hello anh em có thể giải thích triệu chứng tâm lý của tôi được không? Sau mỗi lần tôi thấy áo đáng trắng ăn điểm, chân tay tôi lại bùn rủn thế nhỉ? Điểm 5-2. Mình cảm giác ăn điểm ông áo trắng kia khó thế. Ôi xong rồi. Cầu ngoài 6-2. Korea! Korea. Ngoài ngoài. Lại ngoài 72 rồi. Ngoài tiếp rồi. Bây giờ tôi mới thấy sự bất lực của idol tôi anh em ạ. Sao ông áo trắng như đánh chắc khiếp thế nhờ. Thôi. Nó vào tay rồi.
Hay. Yên tâm, riêng áo xanh không bao giờ buông anh ơi. Có thua nhưng mà cách chiến đấu sẽ không bao giờ buông. Mọi người cứ yên tâm là thế. Hay thế nhỉ? Hay nhỉ? Nay có anh em nào comment là áo trắng đi như VD mà sao mà đánh hay thế nhỉ? Đánh chắc quá áo trắng. Số 13. Idol ơi. Hỏng nhiều quá. KKK. Anh Duy Lê gửi số tài khoản anh ơi. Gửi số tài khoản nhá. Trận 4 rồi anh Ngọc Thành ơi. Còn một trận đôi nam nữ nữa. Mười một ba khó nhờ. Mười một ba xong lại còn gặp ông chắc cú này ấy chưa. Hay lắm. Ui, mày thế. Quả đấy mà ló phản qua thì đúng là sờ bóng chỉ có khóc thét thôi. Nhìn nó quá kinh. Bốn mươi một idol cứ lên chắc từng điểm cho em. Cho anh. Ai đủ rồi. Ôi. Ôi nha. Ai đủ hãy làm cho Duy Lê cảm thấy run như nào. Năm mười một. Idol làm dây khoảng 5-6 điểm ở bên kia run ngay mà. Chắc 3 điểm 6-11. Tiếc quá ngoài nữa rồi. Không áo trắng này chắc quá. Mười hai sáu. Cầu không qua lưới. 72. Bảy mươi hai.
quá. Ui, qua thì căng đấy nhỉ. Tám mười hai rồi. Quay 92. Idol hãy khiến Duy Lê run thêm một tí đi nào. Ra ngoài hơi nhiều, toàn ngoài thôi. Mỗi lần idol đẩy cầu là tôi lại sợ ngoài anh em ạ. Ôi, ngoài sân. Mười một, mười bốn. Chắc nha, 11-14. Hay. Uầy. Tuyệt vời. Mười hai mười bốn. Luôn anh ơi, câu giờ thế nhờ. Ngày đồ em đánh đang hai. Ai kìa, idol ơi, tiếc thế anh, tiếc thế em. Trời ơi, toàn đẩy cầu ngoài phí quá. Yeah.
cầu tốt. Mười ba. Trời ơi, tiếc thế. Mười bảy. Hay quá, trời ơi, ngoài hai đồ tôi hôm nay đánh ngoài nhiều quá, mất chân rồi. Mười tám, mười bốn. Chín mười bốn, tê quá anh em ơi, tê quá. Điểm số đang là 19-14. Idol của em làm gì hết pin, mỗi tội là bị lỗi nhiều, bây giờ ghê tay. Bây giờ nó bỏ cái ra ngoài nữa thì khóc thét. Trong sân. Báo đỏ rồi anh em, báo đỏ. Idol tôi đánh ngoài nhiều quá. 15-20, nói chung thắng set này là gần như là không tưởng rồi đấy. Idol tôi muốn thắng set này xác suất thấp lắm. Ngoài 16-20. Sau quả này tôi lại thấy hết tê anh em ạ. Hay quá. Anh Duy Lê nhắn số tài khoản nhá. Chắc là tầm 2 tiếng nữa. Tại vì em còn phải thu xếp các thứ xong rồi về tới nhà thì mới bắn được. Thôi anh ơi, kiên trì với idol của em.
Idol đánh hỏng nhiều quá. Đây rồi, thấy anh Duy Lê gửi số tài khoản đấy rồi. Idol em bị mất một giây, mấy giây đánh ngoài nhiều quá. Anh trước đây Hùng ơi. Anh về à? Em chào anh. Đau tim quá. Em cũng bủn rủn hết chân tay anh ạ. Mỗi lần idol của em hất xong nó bỏ cầu ngoài mà em run hết cả chân tay. Hello anh em, Super Hùng xin phép kết thúc cái live stream này ở đây nhá. 5 phút nữa thì Hùng sẽ 5 phút nữa thì Super Hùng sẽ live stream nốt trận chung kết đôi nam nữ cho anh em xem nhá. Còn chung kết đôi nam nữ nha mọi người.